Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Thành Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì em lại vừa cập bến một chiếc xe nhỏ nhưng có võ và vô cùng nhiều option đấy anh chị nhé. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản Aurora, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2015. Điều đặc biệt ở trên chiếc xe này là xe chạy hơn 8 năm nhưng mới chỉ đi có 7 vạn km và full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Tiếp đến là chiếc xe này là chiếc xe một chủ từ đầu luôn anh chị ạ. Thời điểm này mà mua được những chiếc xe như này nó mới gọi là quý, nó mới gọi là hiếm anh chị ạ. Và thậm chí ở trên cái form mới có những option của chiếc xe này nó còn hơn cả form mới luôn anh chị nhá. Về kiểu dáng của chiếc xe thì sau khoảng 8 năm chiếc xe này có kiểu dáng vẫn rất là đẹp. Đó, xe được khoác lên mình màu là màu trắng ngọc trai. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng anh chị nhé. Xe được trang bị là full cảm biến trước sau này. Đó, một chiếc xe đến từ thương hiệu Pháp với kiểu dáng sau bao năm thì vẫn rất là đẹp. Lốp thì dàn lốp Michelin vẫn đang còn rất là dày này. Nó đèn của chiếc xe thì được trang bị đèn bi LED. Đèn bi LED có cả giải LED định vị ban ngày. Mặt ca lăng thì dạng các thanh nan chrome, đúng là kiểu của thế hệ trước đúng không ạ? Nhưng không sao cả, cái này thì anh em về có thể lên mặt ca lăng được. Nhìn chung là ngoại thất của chiếc xe thì vẫn rất là mới anh chị nhé. Điều đặc biệt là ở trong phần nội thất của chiếc xe, ví dụ như là hắt kính thì ở trên form mới của chiếc xe đã không được trang bị nữa rồi, nhưng ở form này thì xe vẫn được trang bị anh chị nhé. Tiếp đến vô lăng 3 chấu của chiếc xe này. Vô lăng 3 chấu của chiếc xe này. Và cái xe này vẫn thơm mùi mới của Peugeot luôn anh chị nhé. Phần nội thất của chiếc xe sau bao năm tháng sử dụng nhưng nội thất của chiếc xe vẫn giữ được cái vẻ, nó rất là xịn sò. Đây, tất cả các phím bấm như phím ở trên máy bay. Điều hòa tự động hai vùng độc lập này, cần số zig zag này, phanh tay điện tử này, hội tụ đầy đủ các yếu tố luôn anh chị nhé. Và quan trọng là cái mùi của chiếc xe vẫn rất là thơm. Ở đây thì xe được trang bị 4 lên xuống kính thì đều auto. Có cả cái gì đây, cảnh báo va chạm, xong rồi phím cái gì nhỉ, dừng tắt động cơ. Hai ghế trước đều được trang bị ghế chỉnh điện và hai ghế trước đều được trang bị sấy ghế luôn anh chị nhá. Xịn sò chưa ạ? Da của chiếc xe sau bao năm nhưng mà vẫn giữ được cái độ mới, cái độ hoàn thiện của Peugeot nó rất là tốt anh chị ạ. Ở đây thì xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ghế sau của chiếc xe thì vẫn được trang bị thêm cửa gió điều hòa này. Thế xong rồi ba tựa đầu này, bệ tí tay này. Và hàng ghế sau thì nó cũng gọi là rất là mới luôn anh chị ơi. Rất là mới luôn. Không nghĩ một chiếc xe sau khoảng 8 năm sử dụng nó vẫn giữ được độ mới như thế này. Và giá bây giờ đã quá là hợp lý rồi. Hiện tại chiếc Peugeot 3008 sản xuất và đăng ký năm 2015, một chủ từ đầu, chạy 7 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Auto 88 đang chào bán một mức giá tốt nhất ở trên thị trường là 435 triệu đồng. Và với mức giá trên, khi quý anh chị đến trực tiếp cửa hàng thì bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá anh chị nhá. Chiếc xe này thì bên em vẫn cố gắng xử lý trả góp ngân hàng cho anh chị. Và với đặc điểm bên em thì bên em không cần phải đặt cọc. Anh chị có thể cầm xe đi check test thoải mái mọi miền tổ quốc, ở đâu cũng được. Check hãng cũng được, check gara cũng được, và kể cả check bác chữ tín luôn anh chị nhá. Đó, bên em thích làm việc khách quan ngay từ ban đầu. Và tất cả xe bán ra, bên em đều cam kết không đâm đụng khung ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội. Và đặc biệt chiếc xe này em cam kết luôn cả km zin luôn anh chị nhé. Mọi thông tin chi tiết anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình là 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Em xin kết thúc video tại đây ạ.